là lễ hội Chúa Keo mùa thu năm 2023 đã chính thức được khai hội. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay lớn thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý và nhân dân đến với chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đất Phật. Chỉ đạo nội dung huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vũ Thư. Chỉ đạo thực hiện ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư. Đơn vị tổ chức thực hiện công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện Hoàng gia. Kịch bản nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Sa Huân. Cố vấn lịch sử giáo sư sử học Lê Văn Lan. Tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Tuấn Ngọc. Phó tổng đạo diễn Bùi Gia Huân. Đọc lời bình nghệ sĩ ưu tú Lê Chức. Vẽ tranh cát nghệ sĩ Đức Chí. Chương trình với sự tham gia của các ca sĩ, các nghệ sĩ Việt Hoàn, Tân Nhàn, Linh Chi, Charlie Win, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hằng, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hùng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga, nghệ sĩ ưu tú Thanh Vân, Á hậu Miss Kasake năm 2023. Biên đạo, nghệ sĩ ưu tú Tuấn Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Vân, A Sao, Huy Trần. Dẫn chương trình, Thủy Dương, Duy Hưng. Các đơn vị phối hợp, nhà hát ca múa nhạc quân đội, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định, Vũ đoàn Emmy cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ tỉnh Thái Bình. Và thưa quý vị, ngay sau đây, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Linh Thiêng Đất Phật xin được bắt đầu.
nhiều trăm năm qua, trên giải đất thiêng liêng phía tả ngạn sông Hồng, thuộc làng Dũng Nhuệ, nay là xã duy nhất huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã tọa lạc một ngôi chùa cổ với tên gọi Chùa Keo, từng vẫn được lưu truyền là một thắng tích kỳ vĩ và bậc nhất của nước Nam. Chùa Keo là di tích quốc gia đặc biệt, bao gồm hai cụm kiến trúc. Chùa là nơi thờ Phật và đền thánh thờ Dương Không Lộ, vị đại sư thời nhà Lý có công dựng chùa. Sử sách truyền rằng thiền sư họ Dương, Húy là Minh Nghiêm, hiệu là Không Lộ, người làng Giao Thủy, phủ Hà Thanh, nối đời làm nghề đánh cá. Thiền sư sinh ngày 14 tháng 9 năm Bính Thìn 1016, xuất thân làm nghề trài lưới, song đức Không Lộ là người có chí hướng mộ đạo thiền. Năm 29 tuổi ly tu, đến năm 44 tuổi 1059, sư tu tại chùa Hà Trạch cùng sư Đạo Hạnh, Giác Hải kết bạn chuyên tâm nghiên cứu đạo thiền. Năm 1060, ba ông đi sang Tây Trúc để tu luyện về đạo Phật. Năm 1061, thời vua Lý Thánh Tông, sư về nước dựng chùa Nghiêm Quang, tiền thân của chùa Thần Quang ngày nay. Từ đó ông đã chu du khắp vùng rộng lớn châu thổ Bắc Bộ, dựng chùa, truyền bá đạo Phật và được suy tôn là vị tổ thứ 9 của phái thiền Việt Nam. Ông đã có công chữa bệnh cho vua Lý Thánh Tông và được vua phong cho làm quốc sư triều Lý. Ngày 3 tháng 6 năm Giáp Tuất 1094, đời vua Lý Nhân Tông, đức Dương Không Lộ hóa, hưởng thọ 79 tuổi. Đến năm 1167, đời vua Lý Anh Tông, nhà vua xuống chiếu đổi tên chùa Nghiêm Quang thành chùa Thần Quang. Có lẽ cho đến nay và mãi muôn đời sau, trong tâm thức dân gian, Dương Không Lộ vừa là thiền sư, vừa là thánh tổ, vừa là đấng tối linh tối thiêng, vừa là chỗ tựa dựa gần gũi ân tình. Trải qua biết bao thăng trầm của gần 400 năm, đến nay huyền sử của chùa Keo Thái Bình còn được biết đến qua tấm bia ghi bài ký trùng tu Thần Quang Tự. Vào năm Tân Hợi 1611, gặp lúc tang thương, nước sông lũ lụt tràn đầy, đến nỗi ngôi chùa trôi dạt. Thắng cảnh chùa Keo thời Lý, Trần, Lê vĩnh viễn lui vào quá khứ, chỉ còn bóng dáng qua mấy dòng ghi lại trên bia. Qua cơn vật đổi sao dời, cư dân làng Dũng Nhuệ trôi dạt về bên tả ngạn sông Hồng vẫn giữ tên làng Keo Dũng Nhuệ để nhớ về nguồn cội và dốc tâm bền trí xây lại chùa Keo. May thay, được nhà chúa phù trì bảo trợ, một thắng cảnh có quy mô kiến trúc nguy nga và bậc nhất nước Nam đã được khởi dựng. Người có công đầu trong việc xây dựng ngôi chùa này đã được dân làng Keo thờ làm thành hoàng là quan Tuấn Thọ Hầu Hoàng Nhân Dũng cùng phu nhân của ông là Lạc Thị Ngọc Lễ, người đã có uy danh mời được Đông Cung Vương Phi Trịnh Thị Ngọc Thọ về làm hội chủ. Người kiến trúc sư tài ba vẽ kiểu xây chùa là quan Tán Trị Công Thần Nguyễn Văn Trụ, cũng trong lớp người mai cốt bất mai danh. Bia đá chuông đồng đã lưu danh biết bao người đã góp công góp của tiến cúng vàng bạc tiền gạo để xây chùa. Hàng trăm thợ giỏi tứ xứ cùng hàng nghìn hàng vạn lượt người dân trong và ngoài làng Keo đã lao động ròng rã ngày đêm trong hơn 3 năm để tạo dựng ngôi chùa bề thế kỳ vĩ có khuôn viên hơn 10 vạn mét vuông với hàng chục công trình nguy nga. Độc đáo nhất là tòa tháp chuông, xưa và nay từng đã in đậm trên các trang sử sách, báo chí trong và ngoài nước. Từng là và hẳn sẽ mãi mãi là biểu tượng về văn hóa truyền thống của Thái Bình. Sự linh ứng diệu huyền của chùa Keo Thái Bình không chỉ là đức thiêng nơi cửa thánh cửa Phật do nghệ thuật kiến trúc độc đáo mang lại, mà còn là sự cộng hưởng của hệ thống chuông khánh, nhạc khí, đồ thờ, tượng pháp phong phú đồ sộ ít nơi sánh bằng. Tất cả đã hội đủ các tiêu chí để chính phủ xếp hạng chùa Keo Thái Bình là di tích quốc gia đặc biệt. Thank you.
tất cả anh em đâu, chuyển hết ra đây cho tôi nào. Vâng ạ. Đây chuyển hết ra đây. Dạ bảo vâng. Chỗ này. Cái khung này thì đặt ở đâu ạ? Đây, đặt vào chỗ này cho tôi. Đặt chỗ nào? Được rồi. Nào, còn cái bên kia anh em đặt đúng vị trí chỗ này nào. Vâng ạ. Rồi, cân rồi. Nào, bà con hãy tránh xa ra một chút. Nào. Vương phi giá đao. Khởi bẩm Vương Phi, chúng thần núp bóng nhà chúa để khởi dựng chùa keo. Mọi công việc đang được gấp gáp triển khai. Hôm nay, xin mời người xem xét lần cuối thừa đất dựng chùa. Nghe quan tán chỉ tấu bày về kiểu cách xây dựng chùa và xin ý chỉ của người để chúng thần bắt tay vào xây dựng ạ. Quan Tuấn Thọ Hầu là người thông tỏ kinh sách, có tài thao lược, giỏi đàm thiên thuyết địa, đã đem tâm hưng công xây dựng ngôi chùa, lại được nhà chúa ủy thác, thì ông cứ chủ động mà lo liệu mọi chuyện. Dạ, khởi bẩm Vương Phi, vợ chồng hạ thần không dám đâu ạ. Vương Phi đã hạ cố, đứng ra làm quốc vương hội chủ là đã đem bóng mát của nhà chúa che chùm cho chúng thần rồi. Dạ, nay mọi việc xin được cậy nhờ ý chỉ của Vương Phi ạ. Dạ, xin được cậy nhờ ý chỉ của Vương Phi ạ. Được rồi, vậy quan tán chị hãy tâu bày dụng tâm dụng ý của mình cho mọi người cùng nghe. Khởi bẩm Vương Phi, theo lệ xưa, chùa Làng Keo vừa là nơi thờ Phật, vừa thờ Thánh Tổ Thiền Sư Không Lộ, nên thần đã phác họa toàn bộ các công trình của chùa thành hai khu tiền Phật hậu Thánh rõ rệt đây ạ. Vậy quan tán chị có thể nói cụ thể về một số công trình chính từ ngoài vào trong cho mọi người nghe được không? Dạ, mời Vương Phi ngự lãm ạ. Dạ, mời Vương Phi ạ. Dạ, khởi bẩm Vương Phi, ngôi chùa sẽ được xây dựng theo kiểu phía trước là chùa thờ Phật, phía sau là đền thờ Thánh. Đi từ chân đê sông Hoàng vào trong, qua tam quan ngoại, rồi đến tam quan nội là vào khu chùa thờ Phật, gồm có 3 tòa. Tiếp đến là khu đền thờ Thánh, gồm 4 tòa. Phía sau là gác chuông. Và cuối cùng là khu tăng xá. Hãy nói rõ hơn để Vương Phi và mọi người cùng rõ quy mô tổng thể của chùa thế nào. Dạ khởi bẩm, chùa được xây dựng trên thửa đất rộng 28 mẫu, có 21 công trình, gồm 154 gian. Chủ yếu xây dựng bằng gỗ lim, gạch ngói và đá phiến. Kiểu cách ngôi chùa lớn thế này thì liệu vợ chồng ông bà có chiêu mộ đủ tiền tài vật lực mà xây không? Còn dân tình Làng Keo thì thế nào? Dạ, khởi bẩm Vương Phi, nghe tin Vương Phi đứng ra làm hội chủ nên các tín chủ đều hăng hái đem tâm dâng cúng. Đến nay đã có hơn 100 người tiến cúng vàng bạc tiền gạo để xây chùa. Tuy chưa tập hợp hết nhưng chúng thần thấy cũng đã tạm ổn rồi đấy ạ. Thế là ta yên tâm rồi.
Nhưng ngài Tuấn Thọ Hầu và phu nhân phải nhớ là ai đem tâm góp của góp công đều phải ghi chép thật tường tận. Một nén cũng biên, một đồng cũng kể. Quan tán trị nhớ cho dựng nhà bia để lưu danh những người có tâm, có đức xây chùa, nghe không? Dạ. Ý hội chủ và các tín chủ là vậy, còn dân tình làng Keo thì thế nào? Dạ, khởi bẩm Vương Phi, kể từ khi lập cư ở đất này, người dân làng Keo luôn luôn mong ước xây dựng được một ngôi chùa như ở làng cũ. Thật bất ngờ, nhờ ân đức cao dày, được nhà chúa bảo trợ, cho nên ngôi chùa mới lại khang trang bề thế, hoành tráng, khó có nơi nào sánh bằng. Đã 19 năm nay, toàn bộ nam phụ lão ấu trong làng đều nhất tâm theo quan Tuấn Thọ Hầu, sẵn sàng góp công, góp sức để xây chùa đó ạ. Thế là cơ trời, ý Phật, lòng người đã hòa hợp. Dù thế nào thì dân làng Keo cũng phải nhớ cho. Tuy là chùa làng Keo, nhưng quan Tuấn Thọ Hầu và phu nhân đây được nhà chúa ủy thác cho hưng công xây dựng. Cho nên đừng vì câu đất vua chùa làng mà thiếu nồng hậu với bề trên và khách thập phương đến vãn cảnh chùa. Như thế thì cảnh Phật mới ngày thêm khang trang được. Dạ, xin lĩnh ý Vương Phi. Cát nhật cát thời đã tới, người nào việc nấy, tất cả hãy đồng tâm hợp lực chăm lo cho công việc đồng thổ xây chùa. Chùa Keo xây dựng thời đó gồm 21 công trình với 157 gian trên khu đất rộng 58.000 m2. Hiện nay toàn bộ kiến trúc chùa Keo cùng 17 công trình
với 128 gian phân bố trên 2022 mét vuông. Đó là các công trình kiến trúc chính như Tam Quan, Chùa Phật, Điện Thánh, Gác Chuông, Hành Lang và khu Tăng Xá, Vườn Tháp. Từ trên mặt đê xuống qua bậc tam cấp, gặp một sân nhỏ lát đá tảng. Công trình đầu tiên là Tam Quan Ngoại. Rẽ sang phải hoặc trái theo con đường men theo hồ nước hai bên tả hữu, gặp hai cổng Tò Vò, giữa là Tam Quan Nội. Điều đáng quan tâm nhất ở Tam Quan Nội là bộ cánh cửa Giam Trung Quan, một kiệt tác chạm khắc gỗ thế kỷ 17. Từ Tam Quan Nội, qua một sân nhỏ rộng, ta đến khu chùa Phật gồm chùa Ông Hổ, tòa Thiêu Hương và Điện Phật. Khu chùa Phật là nơi tập trung nhiều nhất các pho tượng Phật có giá trị nghệ thuật cao vào thế kỷ 17-18. Đó là tượng Tuyết Sơn, La Hán, Quan Thế Âm Bồ Tát. Khu đền thánh được tiếp nối với khu thờ Phật gồm tòa Giá Roi, tòa Thiêu Hương, tòa Phục Quốc và Thượng Điện. Những công trình này nối tiếp nhau tạo thành một kết cấu kiểu chữ công. Sau cùng là gác chuông ba tầng nguy nga bề thế. Hai dãy hành lang đông tây nối từ chùa Ông Hổ đến gác chuông thẳng tắp, dài hun hút hàng chục gian bao bọc cả khu chùa, làm thành bốn mặt tường vây kín đáo cho một kiến trúc tiền Phật hậu thần. Thuở trước làng Keo có 8 giáp, theo định lệ cổ truyền hàng. Thank you.
với biết bao biến cố thăng trầm và qua nhiều lần tôn tạo, nhưng chùa Keo vẫn giữ được bản sắc những kiến trúc độc đáo từ thời Lê Trung Hưng. Nhiều bảo vật có giá trị văn hóa lịch sử được lưu giữ trong chùa vẫn thể hiện uy nghiêm. Hương án trong chùa là một minh chứng. Hương án được làm bằng chất liệu gỗ sơn son thép vàng từ thời Lê Trung Hưng, với dạng hình hộp chữ nhật được kết cấu ba phần chính: mặt, thân và chân. Người xưa đã sử dụng kỹ thuật chạm bong, chạm kênh, chạm lọc, chổ thủng để tạo khối nổi, khối chìm, tạo ra tầng tầng lớp lớp hoa văn với hình dáng đặc biệt kiểu chân quỳ dạ cá, trang trí hoa văn dày đặc với các họa tiết lưỡng long trầu nguyệt, long ẩn vân, long dáng, tạo nên một hương án đặt ở nơi thờ tự tôn nghiêm, đền thờ Thánh Chùa Keo, tỉnh Thái Bình. Với các giá trị về lịch sử, khoa học và thẩm mỹ, hương án Chùa Keo Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào tháng 12 năm 2021. Mênh mang dòng sông tám trang, lênh đênh thuyền đèn bồng bềnh, ngược dòng sông đến là một trong những biểu tượng rực rỡ về văn hóa truyền thống của Việt Nam và là hồn cốt của quê hương Thái Bình. Đã có nhà nghiên cứu Việt Nam học ở nước ngoài nói rằng chưa đến Chùa Keo Thái Bình thì chưa hiểu được Việt Nam. Có thể coi hội Chùa Keo Thái Bình là một bảo tàng sống động về hội hè cổ truyền của Việt Nam. Chính đó là duyên cớ, là căn cứ để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định ghi danh lễ hội Chùa Keo là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Đêm trong khuôn viên chùa im tiếng chuông, em đi lang thang chỉ nghe là
lạnh về. Một nhánh hoa xoan bỗng rơi, chợt nghe đông vỡ, làm xuân vội ta. Bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Hồng phía Tây Nam, sông Trà Lý phía Bắc, phía Đông Nam giáp thành phố Thái Bình và huyện Kiến Sương. Huyện nằm kề với vùng tam giác kinh tế phía Bắc của cả nước, Vũ Thư có ưu thế trong giao lưu trao đổi hàng hóa, tiếp thu khoa học công nghệ, khả năng thu hút vốn đầu tư của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Huyện Vũ Thư có truyền thống cách mạng, nhân dân lao động cần cù sáng tạo. Trên địa bàn huyện hiện có 71 di tích lịch sử văn hóa ở 27 trên 30 xã thị trấn đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa các cấp. Trong đó có 15 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 56 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện đều được xây dựng từ nhiều năm trước, thậm chí một số di tích có niên đại vài trăm năm. Các công trình tôn giáo, di tích lịch sử được quan tâm bảo tồn tôn tạo, trong đó chùa Keo được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình được triển khai tốt, đúng định hướng, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.
phối hợp với các tổ chức truyền thông đưa tin quảng bá về hoạt động du lịch tâm linh, du lịch sinh thái tại một số địa danh trên địa bàn huyện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì và phát triển sâu rộng. Các thôn, làng đã xây dựng và triển khai thực hiện quy ước nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa trở thành nhu cầu của mỗi gia đình. Phong trào xây dựng gia đình hòa thuận, chung sức làm giàu chính đáng, phấn đấu trở thành gia đình văn hóa phát triển mạnh. Phong trào khuyến học khuyến tài phát triển mạnh. Cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện đoàn kết, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, tích cực thi đua lao động, học tập và công tác, đời sống vật chất tinh thần được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, không còn hộ đói. Nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức tiền của xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy. Với những nỗ lực và đổi mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Vũ Thư đi vào chiều sâu, chất lượng và tạo nền tảng văn hóa vững chắc, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, góp sức cùng thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới ở Vũ Thư nói riêng và Thái Bình nói chung. Anh ơi hãy đến thăm quê hương em Thái Bình, về tắm biển Đông Châu khi chiều về sóng vỗ. Quê hương em Thái Bình, những cánh đồng phố xa ngạt ngào hương lúa chín. Hương em anh vẫn chờ, nong tầm ươm lứa tơ, em dệt đôi áo mới cho tình yêu chúng mình. Chiều vang tiếng hát, bàn tay em réo hạt cho đồng lúa thêm xanh. Thái Bình ơi, xôn xao những chuyến đò, nhớ thương lời hẹn hò. Dù mai có đi xa, vẫn một lòng thiết tha gửi về. Cho đồng lúa thêm xanh, Thái Bình ơi.
vẫn một lòng thiết tha gửi về quê hương ta một tình yêu bao la. Quê hương em sớm chiều vang tiếng hát, bàn tay em réo hạt cho đồng lúa Keo cũng chỉ có sức cuốn hút đối với du khách trong tỉnh và một số tỉnh thành lân cận. Thì vào những năm gần đây, du khách cả nước, du khách quốc tế tìm về dự hội hoặc tham quan vãng cảnh chùa Keo ngày một đông thêm. Vào những ngày nghỉ lễ, những ngày tuần, ngày Tết thường nườm nượp khách đến chùa. Cảnh quan chùa Keo ngày thêm một khang trang, đường đến chùa Keo ngày thêm thông thoáng hơn. Từ các ngã đường đến với chùa Keo ngày một thêm gần. Là một thắng tích có giá trị đặc biệt về nghệ thuật kiến trúc đã đầy vẻ linh ứng diệu huyền nơi cửa Phật, cửa Thánh cùng hai kỳ lễ hội kỳ thú. Chùa Keo Thái Bình đã và đang là một điểm hẹn thân thiện đầy sức hấp dẫn với lữ khách gần xa. Dù cho cha đánh mẹ treo, em không bỏ hội chùa Keo hôm rằm. Câu ca mộc mạc này chẳng biết đã được lưu truyền từ bao giờ, nhưng có lẽ đến nay vẫn là một lời mời gọi chân tình với lữ khách gần xa. Chớ quên chảy hội chùa Keo Thái Bình. Dù cho cha đánh mẹ treo, em không bỏ hội chùa Keo đêm rằm. Câu ca từ thuở xa xăm nay còn lắng đọng trong tâm. Chùa
ơi trời hẹn cùng. Thịnh vượng và phát huy thành tựu đã đạt được trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Vũ Thư, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tinh thần cần cù sáng tạo, đoàn kết thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của huyện
trong những năm tiếp theo. Nẻo đường chùa keo điểm hẹn thiêng liêng diệu huyền, dù ai xuôi ngược trăm miền chưa quên tìm đến chốn thiêng nơi này. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả, chúng ta vừa được thưởng thức lễ khai mạc hội thu chùa keo năm 2023 và chương trình nghệ thuật linh thiêng đất Phật. Vâng, và kính thưa quý vị, ban tổ chức lễ hội xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, mặt trận, các đoàn thể cơ quan đơn vị của tỉnh, ban trị sự Phật giáo tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện và thành phố trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, ban trị sự Phật giáo huyện, lãnh đạo đảng ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các bậc tăng ni, tín đồ Phật tử và các tầng lớp nhân dân đã về tham dự khai mạc lễ hội. Xin được trân trọng cảm ơn tác giả kịch bản, cố vấn lịch sử, tổng đạo diễn, các nghệ sĩ, ca sĩ, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện Hoàng gia, các lực lượng bảo vệ phục vụ đã góp phần làm cho lễ khai mạc hội thu chùa keo năm 2023 thành công tốt đẹp. Một lần nữa, ban tổ chức lễ hội kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí và toàn thể nhân dân sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Thưa quý vị, đến đây chương trình truyền hình trực tiếp khai mạc lễ hội chùa keo mùa thu năm 2023 và chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Linh thiêng đất Phật cũng xin được khép lại. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin được kính chào và hẹn gặp lại! Thay mặt cho ban tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng đoàn thể của huyện, trân trọng kính mời các ca sĩ, nghệ sĩ, tổng đạo diễn, lực lượng phục vụ trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ạ. Trân trọng kính mời. Vâng, và tôi rất muốn xin được mời cố vấn lịch sử giáo sư sử học Lê Văn Lan, xin được mời tổng đạo diễn nghệ sĩ Tố Tuấn Ngọc, phó tổng đạo diễn Bùi Gia Huân, và xin được mời các nghệ sĩ chúng ta sẽ cùng chụp hình lưu niệm ghi lại khoảnh khắc rất ý nghĩa tại lễ khai mạc hội thu chùa keo năm 2023 trong ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời.
cho mình nên